tuy có một công việc ổn định, mức lương khá ở một công ty trong thành phố, nhưng anh Trần Anh Đức, 30 tuổi ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, đã chọn cho mình một hướng khởi nghiệp mới, đó là sản xuất gạch bông truyền thống và nâng cấp nó thành một vật liệu trang trí cao cấp. Mặc dù gạch bông đã gần như bị quên lãng từ khi gạch nung, gạch mang bắt đầu lên ngôi, nhưng anh Đức vẫn mạnh dạn đầu tư vào mô hình sản xuất này. Đây được xem là một quyết định táo bạo nhưng thể hiện được tinh thần tự thân lập nghiệp của anh. Lúc đó là cái việc làm gạch bông nó chỉ nung náo là trăm mấy năm rồi, mình cũng tìm hiểu, quá trình mình tìm hiểu, nhưng mà bây giờ là mình phải đang nghĩ là phải bắt tay vào làm. Bởi vì kiếm một cớ để làm cho nó gọi là mình cũng kiếm một cớ để mình làm cho mình khởi nghiệp ở quê á. Quá trình mình tìm người này để mình làm với mình ban đầu á, thì bởi vì mình làm cơ sở rất nhỏ, nó có hơn 10 m², mình mà không có thấy nhân công, không có chỉ có mỗi mình thôi, thì họ tới với mình thì họ thấy như vậy là họ ngày thứ nhất là họ chạy rồi. Mình cuối cùng mình cũng phải tìm một người rất là già, ông đây ông về hưu rồi, ông mới chịu làm với mình. Từ đó thì mình từ từ mình mới gài dựng từ từ lên, từ cái xưởng mình làm một máy 20 m² thì mình mở chế ra là 50, 100, bây giờ là khoảng hơn 1000 m². Khó khăn chưa dừng lại, khi anh Đức còn quá trẻ chưa có kinh nghiệm, lại phải vừa học vừa làm. Hơn nữa, gạch bông trong nước từ lâu đã không còn được người dân ưa chuộng. Những viên gạch làm ra anh mang đến từng nhà chào hàng đều bị khước từ, làm tiêu tốn thời gian, tiền bạc và công sức suốt 4 tháng đầu. Tất cả mọi thứ đều có trên mạng ấy. Mình lên mạng mình tìm hiểu là hiện giờ là bên đó là cơ sở nào hoặc là những cửa hàng nào nó bán vật liệu xây dựng, nó bán gạch bông. Thì mình cứ chào họ thôi. Thì mình chào liên tục, mình chào gửi rất là nhiều thư, mình chào. Thì cũng may mắn là sau về tháng thì cũng có người ta feedback lại với mình. Thì mình chớp cơ hội, mình cứ mình từ từ mình làm dần dần. Với tinh thần chịu thương chịu khó, dám nghĩ dám làm, anh Đức nhanh chóng vượt qua mọi trở ngại để theo đuổi ước mơ của mình. Trời không phụ công người, những đơn đặt hàng đầu tiên khiến cho anh Đức phấn chấn hơn. Nhà máy của anh dần đi vào ổn định, thị trường mở rộng ra cả ngoài tỉnh và nhiều nước trên thế giới. Hiện giờ là 70% của mình là vẫn là xuất khẩu, và sản phẩm của mình đã xuất khẩu được hơn trên 10 nước trên thế giới rồi. Và ở thị trường trong nước thì cũng bắt đầu dùng là Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, Hội An, đặc biệt Hội An hoặc là Đà Nẵng ở gần mình thì họ dùng rất nhiều. Cái gạch qua đây á, hầu có thời mà Hương Sơn đó, cái thời trước đó thì là nói chung là nội địa hết. Còn bây giờ rất là khó. Cái đây bây giờ là một công ty xuất khẩu ra nước ngoài, tức là toàn là nước men á, xi măng từ xi măng tráng màu đó là toàn là ngoại hết, toàn bộ là ngoại hết, làm rất là công kỹ. Còn xi măng là xi măng đen là cái nội địa của mình. À, nhưng mà trộn rất là tốt, màu mè là phối quậy cho thật đều và đẹp, mà đổ tỉ mỉ từng ly từng xí. Nếu mà nó phạm một tí lỗi á, như cái tâm nhân hoặc là nếu cái tâm nhân đó là bỏ ra ngoài liền, không có thể bán ra thị trường được, rất là khó. Riêng bản thân mình, anh Đức chưa xem đó là điểm dừng của thành công. Anh cùng những công nhân tại xưởng đang từng ngày nâng tầm gạch bông truyền thống. Ngoài cải tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu khách hàng, chất lượng cũng được chú trọng. Nhờ vậy, nhà máy sản xuất gạch bông Bontai đã tăng gấp 5 lần sản lượng so với trước đây và tạo được công ăn việc làm cho 30 lao động thường xuyên.